Dạ xin mến chào anh em. Dạ chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Út Mai Vàng Tỉnh Biên. Lời nói đầu tiên, Út Mai Vàng Tỉnh Biên xin chúc tất cả quý cô chú, anh chị em trên một miền đất nước đam mê mai vàng luôn luôn nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công. Dạ hôm nay là ngày 7 tây tháng 3 năm 2022, em có về 9 phôi mai, gồm 6 cơ phôi mai vàng và 3 phôi mai tứ quý, và muốn giao lưu cùng cô chú anh chị em nha. Chào em ơi. Vậy em cũng xin chân thành cảm ơn anh em đã ủng hộ cho em cái clip hôm qua nha, rất là mau lẹ, rất nhiệt tình. Và hy vọng clip này kính mong quý cô chú ủng hộ cho em thêm nữa nha. Địa chỉ tọa lạc của em là tại tổ 17 khóm Sơn Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Số điện thoại em là 0919755533. Em tên Út, đây cũng là số Zalo và Facebook của em nghe cô chú. Facebook của em bonsai Tịnh Biên nghe cô chú. Rồi không để mất thời gian của quý cô chú, em tiến vào cây số 1 đầu tiên nghe cô chú. Và cây số 1 đầu tiên là cây mai vàng xù đế quýt nghe cô chú. Cái này cũng đáng sưu tầm nha cô chú. Đế đập kẹo nha cô chú. Cây này hồi xưa là nằm trên cái mô đất nha chú. Cô chú. Đế nè, cô chú nhìn hình dung nè, quá trời đế rồi, quá khứ nồi đế rồi. Cốt cành to lực nha cô chú, cây không thẹo nha. Cây này theo chú Vườn chia sẻ là cây bông đẹp nha cô chú, bông zin nha, bông 5 cánh 7 cánh nha cô chú. Cây rất đẹp, rất tuyệt vời cô chú ơi. Đế bao phê bao đẹp cô chú. Để chân nôm mà nè, trải bài ra giáp mặt bầu nha cô chú, rất đẹp cô chú. Em xem một vòng cho chú tham khảo đi em. Chú hình dung nha, bộ đế quá đẹp cô chú. Cái này xù khoảng 40-50% nha cô chú. Nó xù từ đây dài lên nha cô chú. Đây, nó cộng xù nè, nguyên cục cô chú. Xù mà ra bệt cô chú. Xù rất nhiều nha cô chú. Cây ở ngoài xù khoảng 50% nha cô chú. Đế dữ lắm đế cô chú ơi. Đế nào đế đấy chà bá luôn nha cô chú. Đế to lực nha cô chú. Đế đặt kẹo luôn. Xù nè. Xù ngoài nó chảy bệt dữ lắm nha cô chú. Cốt cạnh cô chú hình dung nè, to lực nha cô chú. Hàng đáng sưu tầm cô chú ơi. Rồi em mới tiến vào đồ số chú tham khảo thêm. Chiều cao 1m05 nghe cô chú. Đường kính bầu 75. Chết rồi, đo sát nè, đo tại chuẩn nè. Đây là 52. Hoành chuẩn 52 nghe cô chú. Em đo sát cái cổ đế cho cô chú tham khảo nè. Đúng rồi. Dạ, cổ đế này là 65. Sát cổ đế hoành 65 nghe cô chú. Rồi em đo cái đế chân nôm này sổ xuống nhiêu em đo cô chú tham khảo. Đế chân nôm là 40. Đế sổ 40 nghe cô chú. Cái ngoài dữ lắm cô chú ơi. Em đo hạo cốt cành này cô chú ơi. Cốt cành này là 24. Cốt cành 24 nghe cô chú. Rồi em đo ở đây cốt cành đây nè. Cốt cành này là 18 trên đây luôn nha. Đây nè. Cho cô chú tham khảo luôn đi. To lực nghe cô chú. Bên đây cũng 18 luôn. 18 luôn nghe cô chú. Cái ngọn bóp gió còn khoảng 16-17 nha cô chú. Giót giọt luôn cô chú. Cây ngoài dữ lắm cô chú ơi. Em áo nội đế lên cho anh thử coi. Nó đường kính bầu nhiêu? Đường kính bầu 75 tương đương nội đế khoảng 201-202 cô chú. Đây, cho chú hình dung nha. Đế là kẹo cô chú. Em xây đây. Quá khứ nội đế của chú ơi. Cây này mà lên cái chậu quýt nữa là thứ gì chịu nổi của chú. Thân lắc lượng nhẹ của chú. Cốt cành to lực đóng tứ diện luôn của chú. Cây ngoài dữ lắm nha của chú. Trong hình giờ chú nhìn có 7 thôi. Ở ngoài đẹp tới 10 nha của chú. Được rồi, cây mai vàng xù mã số 1 đầu tiên em xin mạn phép giao lưu với cô chú giá 45 triệu nha cô chú. Em bao ship của chú 200 km nha. Còn cô chú ở xa thì thương lượng với ship là cây nghe cô chú. Bao cô chú là cây ngoài rất đẹp cô chú ơi. Được rồi, xin mời cô chú bước vào cây mã số 2 nha cô chú. Xin mời cô chú. Được rồi, bước vào cây số 2. Và cây số 2 cũng là cây mai xù nghe cô chú. Cây này xù cũng quýt lắm nha cô chú. Cây không tì vết cô chú ơi. Cây này xù khoảng 70-80% nha cô chú. Đây, cô chú hình dung nha. Em quay cận cảnh nha. Từ dưới mặt đế nè, nó xù dài lên cô chú.
cây ở ngoài nó khến 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 rất đẹp cô chú, xù như nách xù gan cô chú, đây xù như lắm cô chú, cố cành là giót ngọn nghe cô chú, cái này cũng là cây phong cách nghe cô chú, cái này nhiều người chơi nghe cô chú. Rồi em xem một vòng em. Giờ cây này cũng là cây bông đẹp nghe cô chú, bông ghim nghe cô chú, bông 5 cánh 7 cánh 9 cánh nghe cô chú. Cô chú thích ghim thì để chơi gì nghe cô chú, còn thích ghép thì về mình ghép nghe cô chú. Rồi giờ mặt này cho anh em, đây cô chú hình dung nha, mặt này xù dữ, mặt tiền của chú nè, xù bung xù chảy dữ lắm cô chú, cây ngoài xù khoảng 70-80% nha cô chú, để thời gian thú nha cô chú, để đẹp luôn cô chú. Cây ngoài dữ lắm cô chú. Rồi em dừng đây, em tiến vào đo thông số cho chú tham khảo thêm, hàng đáng sưu tầm cô chú ơi. Chiều cao là 76. Chiều cao 76. Đường kính bầu là 75. Đường kính bầu 75. Cái này nguyên cái đít chà bá luôn, em đo nhiều khớp cho chú tham khảo nghe chú. Vị trí này là 53. Đây, đo chát đây là bình nạn của chú, 53 hoành nghe chú. Rồi em đo xích lên cho chú hình dự tham khảo đi. Ừ. Đây là 48. Rồi ở đây hoành 48 nghe chú. Đo nhiều khớp cho chú tham khảo nha. Rồi em hào cốt cạnh nha. Cốt cành 24-21 nha cô chú, to lực nghe cô chú. Còn bên đây là 15 nghe cô chú. Đây cô chú hình dung em nha, cốt nào cũng lấy bằng gỗ tay em không nghe cô chú. Cây là cây đế hơi dáng thú nghe cô chú, cây ngoài đẹp rất có duyên nghe cô chú. Tổng đầu đế cũng khoảng 201-202 nghe cô chú. Cây mặt tiền mặt hậu đế đẹp giống như nhau cô chú. Đây mặt hậu nữa cô chú, mặt hậu là nguyên một con thú nữa chú, thú trường nha. Cây sạch sẽ không tì vết nha cô chú. Rồi em dừng lại đi. Rồi cây mai xù mã số 2 em xin mạn phép giao lưu với cô chú, giá 42 triệu nghe cô chú. Em bao ship cô chú 200 cây số nha. Cô chú có thiện chí thì nhắc máy lên alo với em qua số 2 số điện thoại 0919755533. Em tên Út hoặc số điện thoại 0772137269 Tân Lanh nghe cô chú. Hai chỗ đó cô chú liên hệ số nào cũng được nghe cô chú. Bao cô chú là cây ngoài rất đẹp rất phê cô chú. Trong hình cô chú nhìn có 7 thôi, ở ngoài đẹp tới 10 nghe cô chú. Bao cô chú luôn, không đẹp không lấy tiền. Rồi xin mời cô chú bước vào cây mã số 3 thì xin mời cô chú nha. Giờ rồi bước vào cây số 3. Vậy cây số 3 là cây mai xù lùng lực nha cô chú, bút măng luôn nha cô chú. Cô chú hình dung nè, xù nè, nó xù 100% luôn nha cô chú. Cây này có một củ đế rất đẹp nha cô chú, đó, củ đế đặc luôn nha cô chú. Cây ngoài đẹp lắm cô chú. Và cây này ghép nghe cô chú, ghép giống Thủ Đức nha cô chú. Cây này bao cô chú bông nha, cô chú về khỏi ghép cô chú. Cái này nói chung là người ta ghép liền cốt hết trơn rồi chú, bây giờ không thấy dấu ghép luôn nghe cô chú. Cái này về cô chú vô cái chậu whip nữa là cô chú đấu xương mới nữa nghe cô chú. Rồi em xem một vòng với em. Và nhắc lại cái này cây ghép nghe cô chú, ghép giống Thủ Đức nghe cô chú. Cây ngoài rất đẹp nghe cô chú, chuẩn bonsai nghe cô chú, bonsai lùng lực búp măng nghe cô chú. Đây củ đế quá đẹp cô chú, ơi. Rồi em dừng lại em đo số em. Củ đế gì củ sứ đi cô chú. Xù mà lên nu nghe cô chú. Lên nu cục 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 cô chú. Chiều cao là 57. Chiều cao 57. Đường kính bầu là 45. Đường kính bầu 45. Cái này cô chú ép vô chậu 5 được nghe cô chú. Hoành eo là 33. Hoành 33. Em đổi củ như mình nè. Củ đặc nè. Cú đặt là 67. Cú đặt 67. Em đo hạo thì bạn có cốt cành nhiêu em? Em chia số 1. Chia số 1 là 14. Chia số 1 14, em đo thử anh cái ngọn cổ ngọn này coi nhiêu. Đó, cốt chi người ta ghép vậy đó. 15. Cái ngọn 15 nghe cô chú. Đó. Cái này ta ghép cũng già mùa nghe cô chú, lâu năm mới được cái cốt ngọn vậy nghe cô chú. Cây ngoài rất đẹp nghe cô chú. Cây này chỉ có một mặt cắt duy nhất nghe cô chú. Đây, khoảng hai ngón tay nghe cô chú. Hiện giờ đang kéo sẹo gần clip nghe cô chú. Cô chú có gì yên tâm nghe cô chú. Cây bên vườn em là em bao cây là sống khỏe mạnh cho cô chú có gì yên tâm nha. Cây này nhỏ mà nó có vỏ cô chú. Quá đẹp luôn.
Rồi em ôm cái củ đế cho cô chú hình dung em. Ở cô chú hình dung em nghe cô chú. Củ đế đẹp lắm cô chú. Được rồi, cây mai xù búp măng mã số 3 em xin mẫu phép giao lưu với cô chú giá 13 triệu nghe cô chú. Em bao ship cô chú 200 km nha. Được rồi, xin mời cô chú bước vào cây mã số 4 và xin mời cô chú. Được rồi, bước vào cây số 4. Và cây số 4 là cây mai vàng quái nghe cô chú. Thân lắc lượng như lò xo vô cô chú. Dáng thể bỏ rất đẹp nghe cô chú. Cây này cũng đáng sưu tầm nha cô chú. Cây này chủ vườn thì nó bông đẹp nha cô chú. Cô chú về thích ghép thì ghép, thích chơi ghim thì ghim nha cô chú. Cây này có một cái co rất ác nha cô chú. Đó, cái co mà nó dặn lên cô chú, rất đẹp nha. Nhìn nó mày giống như con rồng nha cô chú. Rồi em xem một vòng nha. Bỏ dáng thế rất đẹp nha cô chú. Đế nha, nó cộng đế như củ phê mì nha cô chú. Nó sổ xuống khoảng một gang nha cô chú. Quá đẹp cô chú ơi. Lắc như 3D như cô chú. Rồi em tiến vào đồng số đi em. Chiều cao là 76. Chiều cao 76. Đường kính bầu 50. Đường kính bầu 50. Hoành thân là 31. Hoành 31. Cái cũ 50. Cái cũ 50. Rất đẹp nha cô chú. Cốt chi là 13. Cốt chi 13 nha cô chú. Cái ngọn bóp vót bằng cổ tay em nha cô chú. Cái ngọn khoảng 17 18 nha cô chú. Rồi em xem một vòng đi. Giá rẻ sinh viên dễ chơi nha cô chú. Cây ngoài đẹp lắm cô chú, nhỏ mà nó có vỏ nha cô chú. Bên vườn em là chuyên sưu tầm những cây phô mai đẹp nha cô chú. Mai mà có những dáng thế là độc lạ này kia rồi cô chú. Cái này nhỏ mà có vỏ nha cô chú. Được rồi, cây mã số 4 em xin mẫu phép giao lưu với cô chú giá 5.700.000. Em bao ship cô chú 200 km nha. Cô chú có thiện chí thì alo với em qua hai số điện thoại em có để bên góc phải màn hình nghe cô chú. Số 0919755533. Em tên Út hoặc số điện thoại 0772136729 nghe cô chú. Thì rồi xin mời cô chú bước vào cây mã số 5 nha cô chú. Xin mời cô chú. Dạ rồi, bước vào cây mã số 5. Mã số 5 cũng là cây mai vàng quái nha cô chú. Dáng thế nằm về ườn luôn cô chú. Thân lắc lượng nha cô chú. Để là để quái nha cô chú. Để nó bỏ nè. Cô chú thích để cọng rễ này để nha. Ở trong còn để dữ lắm nha cô chú. Đó, mà em thấy quái cọng rễ này em để lại nha. Em xem một vòng đi em. Cây này cũng là cây bông gin nha cô chú. Bông 5 cánh 7 cánh nha. Giờ cô chú thích ghép thì ghép, thích gin thì gin nha cô chú. Cây ngoài rất duyên cô chú ơi. Mịn nằm dài dữ lắm nha cô chú. Đó, chú nhìn cái co nè. Đó, cái co ngoài dữ lắm nha cô chú. Co lắc lượng nha cô chú, rất đẹp nha. Em tiến vào đo con số đi em. Cũng ghế này rất là quái nha cô chú. Chiều cao là 40. Chiều cao 40. Đường kính bầu 50. Đường kính bầu 50. Hoành thân là 31. Hoành 31. Cái cũ là 55. Cái cũ 55. Em đo cái mình nằm dài từ đây tới đây nhiêu cho cô chú tham khảo nè. Mình nằm dài là 40. Cái mình nằm dài 40 nha cô chú. Nó nằm dài ơn luôn cô chú. Nhìn rất đẹp nha cô chú. Em xem một vòng nha. Giá cũng mềm sinh viên nha cô chú. Ở đây cô đế dữ lắm nha cô chú. Chưa có thác hết nha cô chú. Dạ rồi, cây mai vàng mã số 5 em xin mạng phép giao lưu với cô chú giá 4.700.000. Em bao ship cô chú 200 km nha cô chú. Dạ rồi, xin mời cô chú bước vào cây mã số 6 nha cô chú. Xin mời cô chú. Dạ rồi, bước vào cây mã số 6. Dạ, cây số 6 là cây mai vàng nha cô chú. Cây này cũng bông gin nha cô chú. Bông 5 cánh 7 cánh nha. Cây đế ngoài dữ lắm nha cô chú. Đế như ghế phơi mì nha cô chú. Em xem một vòng nha. Cái thân cũng nằm dài lắc lượng nghe cô chú, rất đẹp nha. Ghế nào dưới nấy chà bá nè cô chú, hình dung cái tay em nè. Đó, ghế nào dưới nấy xứng đáng đồng tiền nghe cô chú.
dữ lắm cô chú. Cây cái bọc đường co ác lắm nha cô chú. Đế là bao đế của chú nha cô chú, thân là cũng bao đẹp cho cô chú nha. Rồi em đo một số đi. Chiều cao 57. Đường kính bầu là 55. Đường kính bầu 55. Hoành thân là 35. Hoành 35. Cái cũ là 68. Cái cũ 68. Cốt cành. Cốt cành là 15. Cốt cành 15 nha cô chú, em đo giùm cái ngọn thử cô chú tham khảo luôn em. Cái ngọn còn 10. Cái ngọn 10 nha cô chú. Rồi em xem vòng đây. Cây ngoài đẹp lắm cô chú. Đế cô chú nhìn cái mũi đế nè. Dữ lắm nha cô chú. Cái co cũng ác lắm nha cô chú. Nói chung là ba cây này coi cái nào cũng có cái co rất là ác nha cô chú. À, co đẹp lắm cô chú. Có đường sống nè, chú nhìn dung nha. Nó rất là đẹp nha cô chú. Rồi cây mai vàng mã số 6 em xin bằng phép vô lưu với cô chú giá 5 triệu nha cô chú. Em bao ship cô chú 200 km nha. Vậy rồi xin mời cô chú bước vào cây mã số 7 nha cô chú. Xin mời cô chú. Giờ rồi bước vào cây mã số 7. Và cây số 7 là cây mai tứ quý nha cô chú. Cái này một thân một cốt chót ngọn nha cô chú. Cốt cành là đóng tứ diện như cô chú luôn nha cô chú. Để dữ lắm tôi nha cô chú ơi. Cái này về cô chú ghép là đã luôn. Rồi em xem một vòng nha. Để quá trời để luôn cô chú. Bữa nay lên 3 cây tứ quý là cây hàng tiễn lựa nha cô chú. Cốt cành là đóng tứ diện đi cô chú. Rồi em đo số đi. Chiều cao là 1m3. Chiều cao 1m3. Đường kính bầu 62. Đường kính bầu 62. Hoành thân là 41. Hoành 41. Em đo nhanh tóc có thoát thân đây, tự mặt để lên cái cốt cạnh nè. Thoát thân là 42. Thoát thân 42 nha cô chú. Cốt cạnh này là 14. Cốt cạnh 14. Bên đây là 15. Cốt cạnh 15 nha cô chú. Em áo của cái nồi đế em. Đế quá đẹp luôn này. Đế chấp 7, chấp 7, chấp 8 rồi. Rồi vô cái mặt dây dây ngoài nha cô chú. Đây, cô chú tập khảo nha. Rồi đồ đế 170 nha cô chú. Đế là miễn bàn nha cô chú. Cây ngoài đẹp lắm nha cô chú. Đế đẹp, cốt cành đẹp, một thân một cốt rõ nét. Vậy rồi cây mai tứ quý mã số 7 em xin bản phép giao lưu với cô chú giá 9 triệu nha cô chú. Em bao ship cô chú 200 km nha. Vậy rồi xin mời cô chú bước vào cây mã số 8. Dạ xin mời cô chú. Vậy rồi bước vào cây mã số 8. Và cây số 8 cũng là cây mai tứ quý nha cô chú. Một thân một cốt nha cô chú. Một cốt gió ngọn cô chú. Cốt cành lực nha cô chú. Cây không sẹo không tì vết nha cô chú. Cụ đế bao khuê bao đẹp cho cô chú luôn. Rồi em xem một vòng nha. Cổ cành đóng khá đẹp nha cô chú. Cái này về cô chú ghép ra hết ý luôn cô chú ơi. Bữa nay về được 3 cây tứ quý hàng cũng khá đẹp nha cô chú. Đế quá đẹp luôn này, cái củ đế đẹp lắm. Rồi đo cho chú tham khảo nha. Để em dừng lại em đo thông số đi em. Chiều cao là 1m15. Đường kính bầu là 68. Đường kính bầu 68.
bình thân là 50. Hoành 50 nha cô chú. Em đo cái củ đế nè, em đo cái củ đế cho cô tham khảo đây. Củ đế đẹp á, đo tham khảo. Cái củ là 78. Cái củ 78 nha cô chú. Em đo anh thoát thân luôn em ơi. Thoát thân là 26. Thoát thân 26 nha cô chú. Cành này là 13. Cốt cành 13. Bên đây là 17. 17 nha cô chú. Rồi em xem một vòng nha. Cốt cành đóng quá đẹp cô chú. Ở dưới nó bự, ở trên nó nhỏ nhỏ từ từ cô chú, vót ngọn đi cô chú. Đóng quá khéo luôn. Đóng tứ diện nha cô chú. Không thiếu chi bên nào hết nha cô chú. Được rồi, cây mai mã số 8 của Mai Tứ Quý em xin mạo phép giao lưu với cô chú giá 12 triệu nha. Em bao ship cô chú 200 km nha. Được rồi, xin mời cô chú bước vào cây mã số 9, xin mời cô chú. Dạ rồi, bước vào cây mã số 9. Và cây số 9 cũng là cây Mai Tứ Quý nghe cô chú. Cây này cũng một cốt vót ngọn nghe cô chú. Cây liền lạc không tì vết nghe cô chú. Rồi em xem vòng nè. Đế là bao khuê bao đẹp nghe cô chú. Đế này hai lớp đế nghe cô chú, nó cuộn cuộn ở đây dữ lắm nghe cô chú. Đây, đế dữ lắm nghe cô chú ơi. Bữa nay lên ba cây Tứ Quý, cây nào cũng đẹp nghe cô chú. Tụi em đo một số đi. Chiều cao là 1m1. Chiều cao 1m1. Đường kính bầu 62. Đường kính bầu 62. Hoành thân là 47. Hoành 47. Thóc thân của em ơi. Thoát thân là 34. Thoát thân 34. Cốt cành 19. Cốt cành 19. Ở đây khó đo nha cô chú. Đó. Như chung là cốt cành to lực nha cô chú, 19-20 nha cô chú. Vót ngọn lên nha cô chú. Cái này về cô chú ghép là hết ý luôn cô chú ơi. Bữa nay lên là ba cây, cây nào cũng một cốt hết trơn nha cô chú. Cốt cành nó cũng đẹp luôn cô chú, to lực luôn. Cây không tì vết nha cô chú. Cây sạch sẽ bao cô chú nha. Đi rồi, cây mai Tứ Quý mã số 9 em xin mạn phép giao lưu với cô chú giá 11 triệu nha cô chú. Em bao ship cô chú 200 km nha. Cây ngoài rất đẹp cô chú. Đi rồi, cây mai Tứ Quý mã số 9 cũng là cây mai cuối clip. Dạ, cuối clip em xin chúc toàn thể cô chú xem clip được vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc phát tài. Cô chú thân tình thì nhắn cho em xin một đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ để em có động lực sưu tầm nhiều cây đẹp về phục vụ cho cô chú nha. Được rồi, em xin chào cô chú, bye bye cô chú nha.